Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Quân Vinh đây. Thì hôm nay lại tiếp tục với một ngày nuôi về của mình đó rồi. Thì trước mắt các bạn, mình đang đứng ở trên cái chuồng chim của mình. Thì đây là cái AV thứ nhất của mình các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại với cái AV thứ hai của mình nha. Thì đây mình muốn lên cái AV thứ hai thì mình phải bắt buộc leo thêm một đường thang nữa. Là cái AV trên này của mình á, là đã leo thang từ dưới nhà lên trên đây. Đây bạn thấy không? Trên đây mình có làm cái AV ở đây nè. Thì cái AV này mình làm á là ở dưới cái cây nước này các bạn. Đây là cái cây nước, cái bồn nước của nhà mình các bạn. Thì mình làm ở dưới cái bồn nước. Hồi lúc đầu á là nó nhỏ xíu à, nó có mấy khung sắt này các bạn. Đó, đầu á mình với ba mình ốp lưới lại, xong hàng thêm những cái thanh sắt á. Đó. Nên thành một cái AV để nuôi vẹt. Thì hôm nay mình sẽ lên cái AV ở trên nóc nhà ha. Đây các bạn thấy chưa, cái AV này nè. Thì cái AV này mình để cái con gì thì xíu mình sẽ quay bạn xem. Giờ mình sẽ leo lên nè. Đây mình có một cái cây thang các bạn. Mình sẽ leo lên thôi. Đó, trên đây là trên nóc nhà luôn ha. Đây các bạn thấy chưa, đây là bên dưới cái AV ở dưới nè. Còn đây là trên nóc nhà. Đây cái AV của mình đó, AV thứ nhất, mình sẽ gọi này là AV thứ nhất nha. Là mình làm ở dưới cây nước này các bạn. Cái này là cái bồn nước của nhà mình. Đó. Rồi qua bên cái AV thứ hai nè. Đây sẽ review chi tiết bạn xem ha. Cái AV này á thì ở trên cái máy nhà của mình luôn. Cái máy to nhà mình đó. Bạn xem nè. Đó. Một cái máy to nhà mình làm ở trên đây. Ở đây thì mình chỉ cần hàn sắt, xong mình bắn lưới rồi để cao su để ton vô thôi là xong ha. Cái AV này của mình dài chắc cỡ 1m2 các bạn. 1m6, 1m7 gì chứ các bạn. Mình thấy cũng dài lắm. Cao thì chắc hơn 2m. Giờ mình sẽ đi vào thôi. Đây mình có để một cái khóa cửa bên đây. Hồi đó là mình để cái góc bên đây nè. Cái AV này mình làm lại hết 3 lần các bạn. Hồi đợt mà các bạn nào mà có xem kênh anh du lịch nghèo á thì các bạn sẽ biết là hồi đợt cái AV này của mình á là mình sẽ để bên góc này nè các bạn. Từ góc cây thang này nè, mình kéo dài tới đây, mình nuôi mấy con hà lan ở trên đây. Nhưng mà sau đợt đó là bão lớn các bạn, nên là những con chim mình nó chịu không có nổi cái sức gió, sức mưa á, nên nó đã đi hết trơn nguyên một bầy đó. Rồi sau mình sẽ chuyển qua bên đây. Xong sau đó mình chuyển cái AV bên đây, mình mở rộng nó ra thêm. Xong đợt đó là mình bị dính cái cơn bão số 5 nữa. Rồi mình bị chết chim nữa bạn. Cái bây giờ mình làm lại. Rồi mình cũng vừa mới nuôi chim mà. Thì hôm bữa mình có gặp cái cơn bão số 7, nhưng mà mình thấy chim mình khá là ổn, không có sao. Đây, vào trong đây thì mình không có thả chim ra bên ngoài bay bay nữa các bạn. Trong đây thì mình nhốt tụi nó ở trong cái lồng này luôn nha. Mình nhốt tụi nó ở trong đây hết trơn. Các bạn thấy chưa? Ở đây mình có là 7 cái lồng. Thì mình nhốt trong đây để cho chim sinh sản nè. Mấy này là những cái con lớp bết. Thì clip hôm nay á, mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mới cho cái kênh mình ha. Chủ đề là chia sẻ kinh nghiệm về vẹt. Thì mình cảm thấy là cái chủ đề này mình sẽ có quyết tâm mình làm hơn. Thì trong tập đầu tiên của chia sẻ kinh nghiệm về vẹt á, thì như cái tiêu đề của video này bạn cũng biết rồi ha. Đó là mua chim từ chỗ lạ về thì mình cần làm những gì. Thì ở đây ha, các bạn, trước mắt các bạn là những cái con chim non. Những con chim non của nhà mình ghép ra thôi, nuôi đẻ ra thôi nha. Mà mình sẽ hướng dẫn bạn rồi cách mà để sao ta, để mình biết mình mua những cái con chim mà từ bên ngoài về các bạn thì mình nên làm những cái gì. Thì điều cần á các bạn là cách ly khi mà bạn mua chim từ bên ngoài về ha. Ví dụ đây là một cái lồng chim mà mình mua về, xong đó mình sẽ tìm một cái lồng khác bự hơn. Các bạn sẽ cách ly nó trong đây thế này.
Trong đấy thì ngày đầu tiên các bạn khoan để nướng nha các bạn. Do chim á thì nó sẽ rất là dễ bị tiêu chảy khi mà lạ nguồn nước. Ví dụ là ở nhà mình là mình cho uống nước máy đúng không bạn? Ở trên đây á mình cho uống nước máy trực tiếp. Mà mình đem xuống dưới nhà mình cho uống nước mà mình uống là nước suối, nước lọc các bạn, thì cái con chim á nó vẫn bị tiêu chảy bình thường. Bây giờ khá là khó nên bạn khoan để nước cho nó. Ngày đầu tiên bạn cũng khoan để thức ăn luôn, các bạn chỉ để nó trong một cái lồng thế này thôi nè, lồng nhỏ hơn cũng được. Các bạn chỉ để trong đó. Thứ nhất á là nó đi xe về thì thường người ta vận chuyển bằng xe, mà nó đi xe về thì nó rất là mệt, các bạn cứ để trong đó cho nghỉ ngơi. Sang ngày thứ hai á thì bắt bạn bắt đầu bỏ nước với thức ăn vào cho nó ha. Thì trong nguồn nước á, các bạn sẽ mua cho mình một gói là vitamin C 20%. Để làm gì? Cái này là một cái chất điện giải các bạn, để giúp cho chim hồi lại cái sức lực á. Thì cái này là khi những người mà quay về chim chóc đổ bạn ít khi chia sẻ lắm. Thì bạn xem kênh mình thì mình sẽ chia sẻ lại những cái gì mà mình biết về những cái con vẹt, con chim ha. Mình sẽ chia sẻ hết trơn cho bạn. Thì ở đây á, các bạn cứ chuẩn bị một cái cống nước thế này, hoặc các bạn sử dụng cái cống nước như thế này các bạn. Cái này là một cái bích của ống 90. Các bạn cứ lấy một cái này, các bạn đổ nước vô, các bạn pha với một ít điện giải hoặc là vitamin C 20% á. Các bạn pha vào để cho uống để nó bù sức lại. Và sau đó các bạn cứ cách ly trong một cái lồng thế này. Các bạn không có nên thả chung với những cái con chim các bạn đang nuôi nha. Tại vì mình không biết cái nguồn gốc con chim nó từ đâu ra và nó có mang cái mầm bệnh hay không. Các bạn bây giờ các bạn nên cách ly nó ra. Sau khi các bạn cách ly thế này thì các bạn sẽ để cho mình là 2-3 tuần gì đó bạn. Các bạn để càng lâu thì càng tốt thôi. Thì mình sẽ xem xét con chim nó có bị bệnh hay không, nó có bị xù lông ủ gũ hay không, hay là nó bị tiêu chảy hay không. Vì những cái con, mình nói thẳng ra luôn là những cái dòng vẹt các bạn, nó rất là dễ bị lạnh nè, là thứ nhất. Thứ hai á là nó dễ bị tiêu chảy. Khi mà nó lạnh á, cái nhiệt độ mà thấp quá, nó lạnh thì nó xù lông, nó cũng dễ bị tiêu chảy. Với lại cái nguồn nước của nó các bạn, nó cũng sẽ bị tiêu chảy. Những cái con này nuôi thì cũng dễ, quan trọng á là do mình có chịu chăm sóc và bảo vệ nó hay không thôi. Các bạn có muốn tốt hơn á thì các bạn buổi tối nha, các bạn có thể sửa thêm một cái cây đèn cho nó, như là đèn ấp gà, đèn ống gà các bạn. Ở ngoài chợ bán thì một cái cũng 7-8 ngàn thôi. Hoặc là cái đèn dây tóc 5W các bạn. Thì ở đây mình có sử dụng cái đèn dây tóc, mà do ở trên nóc nhà mình á, cái nhiệt độ mình nó rất là nóng luôn các bạn. Giờ mình nói chuyện mà nguyên người mình chảy mồ hôi hết trơn nè, do trên đây rất là nóng. Buổi tối thì trên đây thì nó lạnh. Buổi tối thì ở đây á, mình có sử dụng một cái này nè. Cái này là một cái tấm vải để mình che phủ toàn bộ cái lồng này lại, để tránh gió. Với lại xung quanh ở đây của mình á là mình có để mấy miếng cao su nè các bạn. Đó, bạn thấy mấy miếng cao su ha. Là khi buổi chiều á mình mà thăm chim xong lần cuối thì mình sẽ hạ những cái miếng cao su này xuống, để cho những con chim á nó được ấm cúng hơn. Thì cái tập 1 của series này thì chủ yếu là nói về cách mà đem con chim từ chỗ lạ về á thì mình nên làm thế nào. Còn nếu cái con chim á mà bị đem về bạn thấy ủ gũ ha, hay là bị tiêu chảy một xíu, thì các bạn nên là mua một cái chai thuốc. Cái chai thuốc mình cũng không có nhớ tên nữa, mình sẽ để nó trên góc này nha cho bạn xem dễ hơn. Thì các bạn nào muốn mua chai thuốc đó thì bạn có thể là nhắn tin mình sẽ gửi link cái chỗ mình mua cho bạn. Thì chai thuốc đó thì giá cũng hơi cao, nhưng mà mình thấy là chị khá là tốt. Hổng giờ mình chị cũng 3-4 đợt rồi, mình thấy chị những cái con chim của mình á
là nó không có bị trôi chảy gì chứ các bạn. Này thấy không? Mấy này là mấy con chim mình cũng đút bột các bạn, nên mình cũng không có lo nó bay. Nó dễ thương lắm. Ở dưới mình cũng còn đút nguyên một bầy. Bầy đó tầm 20-30 con các bạn. Mình đút xong mình sẽ thả vô cái lồng này hết. Để làm gì? Để mình chuẩn bị cho cái đợt mà nâng cấp chim sau này. Thì sắp tới mình sẽ định là bố trí là mình sẽ làm toàn bộ cái AV này các bạn. Mình sẽ mở rộng nó ra thêm về cái phía bên này. Lúc nãy mình vào các bạn sẽ thấy là nó còn dư một khúc đúng không? Đó, mình sẽ mở rộng về phía bên này. Rồi mình để những cái lồng á, lồng 40 vuông thôi, mình sẽ để dài hết trơn để mình nuôi những cái con chim này sinh sản ha. Còn cái này lớp bớt thôi. Lớp bớt thì trong clip sau mình sẽ nói. Do bữa giờ mình cũng bận là đút những cái con chim non ăn. Với lại mình học online các bạn, nên cũng là khá là không có nhiều thời gian để quay clip cho bạn xem. Hôm nay là cuối tuần nên mình cũng rảnh, mình quay clip. Thì chắc mỗi tuần mình sẽ làm một tập cho bạn xem ha. Do là cái thời gian của mình không có được nhiều. Mình học một ngày là 8 tiết. Rồi mình đút chim ăn nữa là mình hết thời gian luôn các bạn. Chỉ có buổi tối mình mới rảnh thôi. Rồi clip này đến đây thì cũng xin hết. Thì cảm ơn tất cả bạn đã xem hết video này của mình. Nếu bạn thấy cái series này hay thì đừng quên nhấn mình nút like và ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh để mình có nhiều động lực để làm tiếp video tiếp theo ha. Và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye. Thì bạn nào có muốn học hỏi kinh nghiệm hay là chia sẻ kinh nghiệm về những cái dòng vẹt á, các bạn có thể tham gia cái hội này của mình để cùng tất cả anh em trong hội giao lưu và học hỏi với nhau nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thì link của cái hội mình có để dưới phần mô tả của cái clip này. Các bạn có thể tham gia và chia sẻ kinh nghiệm.